giới hạn hình học trong giao thoa. Vậy chúng ta xét là hai nguồn cùng pha tại A và B dao động theo phương thẳng đứng. CD là hai điểm sao cho ABC là hình vuông, nhưng AB là nguồn nhé. Nguồn trên BC có 6 đại 7 tiểu. 6 đại 7 tiểu. Và P là điểm cực tiểu gần B nhất, Q là điểm cực tiểu gần C nhất. Vậy PQ bao nhiêu? Hôm trước thầy đã làm cho ta là một cách trong video trước rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có một tiếp cách nữa. Cái khác nhé. Bây giờ chúng ta hình dung thế này này. Cái bài toán này người ta không cho lambda là bao nhiêu. Vậy thầy sẽ chuẩn hóa, chuẩn hóa lambda bằng 1. Được chưa? Là bước 1. Bước 2. Bây giờ A, đây là B, đây là C, đây là D. Thì các hình dung này cực đại hay cực tiểu đấy, nó càng gần B thì bậc nó càng cao. Vì nó càng gần B tức là càng khum lại, bậc càng cao. Đầu tiên mình nhận diện đây, à đây, thầy vẽ nháp đây nhé. Đúng không? Càng gần B bậc càng cao, mà càng gần C bậc sẽ càng nhỏ. Đấy, đầu tiên chúng ta phải hiểu bản chất nó như vậy. Bản chất đây nhé. Được chưa nhỉ? Đấy. Càng gần B thì bậc càng cao. Đấy. Càng gần C bậc càng nhỏ. Đấy. Thì bây giờ ở trên BC có 6 cực đại. Trên BC có 6 cực đại và có 7 cực tiểu. Thì rõ ràng là hai cực tiểu ngoài cùng, hai cực tiểu ngoài cùng đấy. Hai cực tiểu là sẽ ở vị trí ngoài cùng. Của 6 cực đại sẽ ở giữa. Được chưa? Giữa. Thì giả sử rằng thầy gọi cực tiểu gần C nhất là K cộng 0,5. K cộng 0,5. Đây cực tiểu nhé, cực tiểu số bán nguyên đúng không? K cộng 0,5. Đấy. Thì suy ra cực tiểu mà gần B nhất thì phải là mấy? Phải là mấy thì đủ 7? Phải là K cộng 6,5. 6,5 thì mới đủ 7 được. Các em tính đi, K cộng 0,5. Đấy. Đến K cộng 0,5, K cộng 1,5, K cộng 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5. Đúng không? Hay phương pháp là gì? Cuối trình đầu cộng 1. Thế nấy cái đây cực tiểu, cực tiểu gần cực tiểu gần B nhất đó là P. Đấy. Em lấy bậc tại P chứ lấy bậc tại Q, em cộng lên 1 ra là 7. Đây cực tiểu rồi. Cực tiểu. Ok chưa? Đấy. Rồi bây giờ thầy có bậc tại C. Nhận bằng diễn diễn là bậc tại C. Bậc tại C thì bằng gì? Bậc tại C thì bằng là AB căn 2 trừ đi AB. AB căn 2 trừ AB. Đúng không? Bậc tại C là cái này. Đấy. Bậc tại B là gì? Bậc tại B là chuyển hóa. Đánh nhất phải chia lambda nhé. Đánh nhất phải chia lambda đúng không? Chúng ta chuyển hóa lambda là 1 rồi. Bậc tại một điểm bất kỳ là D1 trừ D2 chia lambda. Đúng chưa kẹp? Đấy. Bậc tại C là AB căn 2 trừ AB. Bậc tại B là gì? Bậc tại B chính là AB. Bậc tại B chính là AB. Yeah. Các em phải xếp sao cho chiều tăng dần. Các em phải bắt buộc lấy D1 trừ D2 chia lambda. Sao cho chiều tăng dần. Nhá, chiều tăng dần. Được chưa kẹp? Cái này em phải... em không thể lấy D2 trên D1 trường hợp này được. Em phải lấy sao cho là bậc tại C phải nhỏ bậc tại B. Đấy, em phải viết làm sao cho em phải lấy đêm khi mà các em tính bậc thì là D1 trừ D2 trên lambda, nhưng vấn đề là lấy D1 hay D1 trừ D2 hay D2 trừ D1 thì phải cân nhắc. Đấy, sao cho là K tại C phải nhỏ K tại B. Vì càng gần B cực đại cực tiểu càng khum lại bậc càng cao mà. Đấy, đúng chưa? Rồi nhá. Đấy là một. Vậy bây giờ chuẩn hóa đi, chuẩn hóa phát đi. Đây đặt AB là x cho đỡ rối đi. Vậy đợi x bên trong sẽ là căn 2 trừ 1 giống cái video trước. Và cái này bằng cái này bằng x. Đúng chưa kìa? X nha. Một rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta mới xét điều kiện. Xét điều kiện. Và tại C, tại C, tại C là của gì nhỉ? Cực tiểu gần C nhất là K cộng 0,5. Cực tiểu gần C nhất K cộng 0,5. Đấy. Vậy suy ra cực đại gần C nhất phải là K, đúng không? Cực đại gần C nhất ai nó sẽ là áng áng như kiểu này, như kiểu dạng dạng như này nhé. Đấy. Vậy cực tiểu gần C nhất nó phải là K. Đấy. Vẽ này nó chưa lấy lắm. Đây. Vậy cực tiểu gần C nhất thì là bậc K, đúng chưa? Bậc K. Vậy thì có như sau, thì có bậc tại C là KC. Bậc C là KC. KC sẽ lớn hơn K và nhỏ hơn K cũng khoảng 5. Bậc tại C là một giữa. Đấy. KC tức là x nhân căn 2 trừ 1 sẽ lớn hơn K và nhỏ hơn K cộng 0,5. Số 1. À, số 1 nha. Thì vấn đề giải bậc tại C là ở giữa. Tiếp theo bây giờ liên quan đến là bậc tại B. Bậc tại B là x. Bậc tại B là x đúng không? Bậc tại B là x. Thì bậc tại B, bậc tại B là x thì x sẽ lớn hơn, chắc sẽ lớn hơn K cộng 6,5 rồi.
năm. Nhưng thằng B thằng chốt trận cuối cùng, B là chốt trận cuối cùng, vậy sau B sẽ không có một cái cực đại nào nữa cả, hay sẽ không cực tiểu nào nữa cả, đúng chưa các em? Đấy, không có một cái nào rơi xuống như này cả. Vậy và thầy gọi nếu đây là k, là k cộng 6,5 thì đây là phải là k cộng mấy? K cộng 7. Đấy, thì x sẽ lớn hơn k cộng 6,5 và nhỏ hơn k cộng 7. Ý rằng sau B sẽ, sau B là không còn một cực đại hay cực tiểu nữa. Rồi vấn đề bây giờ B sẽ nằm giữa k cộng 6,5 và k cộng 7 số 2. Không có thằng nào nữa cả. Và bây giờ chúng ta rút ra cái gì đây? Rút ra tiếp nhá. Phải tiếp sang đây, viết sang đây. Đây là 1 này. Đây là 1. Từ 1 thì thầy sẽ rút ra như sau: x sẽ lớn hơn k trên căn 2 trừ 1 và nhỏ hơn k cộng 0,5 trên căn 2 trừ 1. Đây gọi là sao? Từ 2, từ 2. Chứ nào? Từ 2. Từ 2 chúng ta, từ 2 vẫn viết thế đi, từ 2 vẫn, vừa 2 vẫn giữ thế, vừa 2 là x sẽ lớn hơn k cộng 6,5 và nhỏ hơn k cộng 7. Đây là hai sao. Sau đó kết hợp làm sao? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái sự kết hợp chéo, sự kết hợp chéo. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái sự là kết hợp chéo nhá, kết hợp chéo. Thì là chúng ta kết hợp chéo này. K trên căn 2 trừ 1 sẽ nhỏ hơn k cộng 7. Đấy. Chúng ta sẽ có sự kết hợp chéo k trên căn 2 trừ 1 nhỏ hơn k cộng 7. Chéo. Tiếp phát nữa, kết hợp chéo cái này nữa. K cộng 6,5 nhỏ hơn k cộng 0,5. Các em thấy hoàn toàn đúng không? Trên căn 2 trừ 1. Và thầy sẽ ra được cái vùng k lớn k nhỏ. Chúng ta sẽ sử tiếp phương trình này như sau: căn 2 trừ 1 là một số dương. Số dương vậy thầy nhân căn 2 trừ 1 đây vẫn thế. Vậy k sẽ nhỏ hơn căn 2 trừ 1 nhân k cộng 7. Được chưa? K cộng 7. Đấy, và thầy có như sau: thầy chuyển vế sang, thầy nhóm k ra ngoài, k ra ngoài thì sẽ là 1 trừ đi căn 2, 1 trừ căn 2 cộng với 1. Chuyển vế xem, vế sang được chưa? Đấy. Còn lại là sẽ nhỏ hơn căn 2 trừ 1 nhân 7 và tương đương k sẽ nhỏ hơn căn 2 trừ 1 trên 4,9, k nhỏ 4,9. Tương tự cái này chúng ta sẽ căn 2 trừ 1 là số dương, căn 2 trừ 1 số dương chúng ta nhân chéo lên, căn 2 trừ 1 số dương đúng không? Vậy sẽ là k cộng 6,5 nhân với căn 2 trừ 1 nhỏ hơn k cộng 0,5. Vậy tương đương ta nhóm nhóm k ra ngoài sẽ là k nhân căn 2 trừ 1, k nhân căn 2 trừ 1 cộng 6,5 nhân căn 2 trừ 1 nhỏ hơn k cộng 0,5 nhỏ hơn k cộng 0,5. Đó, nhỏ hơn k cộng 0,5. Vậy chúng ta biến đổi một phát nữa vào đây xem nào. K 5. Thì chuyển hết sang phía phải thì k sẽ lớn hơn, chuyển hết sang phía phải đi, chuyển hết sang phía phải thì nhóm k ra ngoài sẽ là 1 trừ đi căn 2 cộng 1, chuyển hết k sang phía phải và lớn hơn là 6,5 nhân với căn 2 trừ 1 trừ 0,5. Chưa? Đấy. Các em chú ý điều kiện này. Đấy, okay. Và tương đương chúng ta sẽ có k lớn hơn, k lớn hơn. Đấy. K lớn lên bây giờ chúng ta sẽ có là gì? Trên tử sẽ là 6,5, 6,5 nhân với là mở ngoặc căn 2 trừ 1 trừ 0,5. 6,5 nhân căn 2 trừ 1 trừ 0,5 chia cho cái này sẽ là 2 trừ căn 2, 2 trừ đi căn 2. 3,74. K lớn 3,74. Em kết hợp này, kết hợp hai cái ô này. Một cái là lớn 3,74, một cái nhỏ 4,9. Vậy kết hợp hai cái điều kiện này với nhau thì sẽ suy ra cái gì đây? Kết hợp hai ô này với nhau. Đấy. Kết hợp hai ô này với nhau tức là sẽ suy ra là k bằng mấy? K sẽ bằng là 4. K bằng 4 đúng chưa các em? K bằng 4. Đấy, vì k phải nguyên mà. Đấy, k bằng 4. Kết hợp hai này nhau với k bằng 4 tức
tức là các em hiểu K4 là gì? Tức là cái cực đại gần C nhất là cực đại bậc 4. Và cực tiểu gần C nhất là 4,5. Các đấy. Cực đại gần C nhất là cực đại bậc 4. Cực tiểu gần C nhất là 4,5. K4 mà. 4 đúng chưa? Ok, ok. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xử lý vấn đề PQ. Thì P là cực tiểu gần B nhất, còn Q là cực tiểu gần C nhất, Q là bậc 4,5. Q bậc 4,5. Vậy chúng ta có như sau, chúng ta sẽ có là QA trừ QB. Q em lấy để bất kỳ trên BC nhé. Đấy. Đây, Q bậc 4,5 đây. Tức là 4,5 lambda là 4,5. Tiếp P là cực tiểu gần gì đây? Gần B nhất. K4 tức là P nó phải ra là 10,5. PA trừ PB 10,5. PA trừ PB bằng 10,5. Tiếp tương đương phát nữa. Thì các em nhìn QA QB của nó Pythagore thì nối phát đây. Đấy. QA thì sẽ là căn của QB bình cộng với AB bình. Sẽ là AB bình cộng với QB bình trừ đi QB bằng 4,5. Mà AB tí nữa xử lý cái AB kia. AB. Đấy. Tiếp theo PA tương tự như vậy. PA các em nhìn thấy PA chưa? PA thì chính là PB bình là AB bình cộng PB. AB bình cộng PB trừ đi PB bằng 10,5. Rồi thì AB xử lý làm sao? AB xử lý làm sao cho hợp? AB sẽ xử lý làm sao? AB chính là x ấy. AB chính là x. Ok chưa? Đấy, AB xử lý làm sao cho hợp đây? AB khoảng cách xa nhất PQ đó AB. Chúng ta có K 4 rồi AB. AB. Bằng 4 rồi. Ok. Thì kem x đây. Chúng ta nhìn cái sao x nhỏ này đúng không? Đấy, chúng ta sẽ là x max luôn, x max. X nhỏ này chúng ta là x max. X max chính là gì đấy? X max chính là cái này. À, x max chính là k cộng 0,5 trên căn 2 trừ 1. Tức là 4,5. Từ này suy ra x max. Thì x max. X max k 4 ấy sẽ là 4,5 trên căn 2 trừ 1. Ốp phần đây là hết bài toán. 4,5 trên căn 2 trừ 1 nhá. Max đấy. K 4 mà 4,5 trên căn 2 trừ 1. Nhớ này. AB bằng 4,5 trên căn 2 trừ 1. Khoảng cách giữa đề bài hỏi là khoảng cách giữa gì? Là giữa P và Q, giữa P và Q, khoảng cách giữa P và Q thì em tính được là PB QB trừ nhau đúng không? Lấy tính được QB em trừ PB ra QP. Đấy, QP. Và xếp xôn cạnh, xếp xôn. Ta sẽ qua căn của B thì nhập cái. Vậy sao nào? Căn của 4,5 căn 2 trừ đi 1 bình phương cộng alpha x bình cộng alpha x bình alpha x bình trừ alpha x alpha bằng 4,5. Thì can cái này thì sẽ được là 10,86 được chưa? 10,86. 10,86 ok. Thì căn cái này sẽ được cái 10,86 thì đây chính là gì đây? QB. QB 10,86, QB 10,86. Tiếp tục thì căn này được PB. Đấy. Sửa một chút thôi. Quay thì 10,5. À, 0,37 PB bằng 0,37 và chúng ta à, đúng không? PB 0,37 QP thì bằng 10,86 chứ 0,37 bằng 10,49. Hiểu đây 10,49 lambda nhé. Vậy sắp xỉ đáp án là gì? D. Chưa? Đấy thì em theo dõi hai cái giải. Đấy, chào các em, chúc em học tốt.
chúng ta sẽ sử tiếp phương trình này như sau: căn 2 trừ 1 là một số dương. Số dương vậy thầy nhân căn 2 trừ 1 đây vẫn thế, vậy k sẽ nhỏ hơn căn 2 trừ 1 nhân k cộng 7. Được chưa? K cộng 7. Đấy, và thầy có như sau, thầy chuyển vế sang, thầy nhóm k ra ngoài thì sẽ là 1 trừ đi căn 2, 1 trừ căn 2 cộng với 1. Chuyển vế xem, sang được chưa? Đấy. Qua lại là sẽ nhỏ hơn căn 2 trừ 1 nhân 7 và tương đương k sẽ nhỏ hơn căn 2 trừ 1 trên 4,9, k nhỏ 4,9. Tương tự cái này chúng ta sẽ căn 2 trừ 1 số dương, căn 2 trừ 1 số dương chúng ta nhân chéo lên căn 2 trừ 1 số dương đúng không? Vậy sẽ là k cộng 6,5 nhân với căn 2 trừ 1 nó ăn k cộng 0,5. Vậy tương đương ta nhóm nhóm k ra ngoài sẽ là k nhân căn 2 trừ 1, k nhân căn 2 trừ 1 cộng 6,5 nhân căn 2 trừ 1 nhỏ ăn k cộng 0,5 nhỏ ăn k cộng 0,5 đó, nhỏ ăn k cộng 0,5. Vậy chúng ta biến đổi một phát nữa vào đây xem nào, 0,5 thì chuyển hết sang phía phải thì k sẽ lớn hơn chuyển hết sang phía phải thì nhóm k ra ngoài sẽ là 1 trừ đi căn 2 cộng 1, chuyển hết k sang phía phải và lớn hơn là 6,5 nhân với căn 2 trừ 1 trừ 0,5. Chưa? Đấy. Cấp chú điều kiện này. Đấy, okay. Và tương đương chúng ta sẽ có k lớn hơn, k lớn hơn. Đấy. K lớn hơn bây giờ chúng ta sẽ có là gì? Trên tử sẽ là 6,5. 6,5 nhân với là mở ngoặc căn 2 trừ 1 trừ 0,5. 6,5 nhân căn 2 trừ 1 trừ 0,5 chia cho cái này sẽ là 2 trừ căn 2, 2 trừ đi căn 2 3,74. K lớn 3,74. Em kết hợp này, kết hợp hai cái ô này. Một cái là lớn 3,74, một cái nhỏ 4,9. Vậy kết hợp hai cái điều kiện này với nhau thì sẽ suy ra cái gì đây? Kết hợp hai ô này với nhau. Đấy. Kết hợp hai ô này với nhau tức là sẽ suy ra là k bằng mấy? K sẽ bằng là 4. K bằng 4 đúng chưa các em? K bằng 4. Đấy, vì k phải nguyên mà. Đấy, k bằng 4. Kết hợp hai này nhau với k bằng 4, tức là các em hiểu k bằng 4 là gì? Tức là cái cực đại gần C nhất là cực đại bậc 4. Và cực tiểu gần C nhất là 4,5. Các em. Đấy. Cực đại gần C nhất là cực đại bậc 4. Cực tiểu gần C nhất là 4,5, k bằng 4 mà. 4 đúng chưa? Ok, ok. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xử lý vấn đề PQ. Thì P là cực tiểu gần B nhất, còn Q là cực tiểu gần C nhất, Q là bậc 4,5. Q bậc 4,5. Vậy chúng ta có như sau, chúng ta sẽ có là QA trừ QB. Q em lấy để bất kỳ trên BC nhé. Đấy. Đây, Q bậc 4,5 đây. Tức là 4,5 lambda là 4,5. Tiếp P là cực tiểu gần gì đây? Gần B nhất. K bằng 4 tức là P nó phải ra 10,5. PA trừ PB 10,5. PA trừ PB bằng 10,5. Tiếp tương đương phát nữa. Thì các em nhìn QA QB của là Pythagore thì nối phát đây. Đấy. QA thì sẽ là căn của QB bình cộng với AB bình. Đấy. Sẽ là AB bình cộng với QB bình trừ đi QB bằng 4,5. Mà AB tí nữa xử lý cái AB kia, AB này. Tiếp theo PA tương tự như vậy, PA các em nhìn thấy PA chưa? PA thì chính là PB bình, là AB bình cộng PB, AB bình cộng PB trừ đi PB bằng 10,5. Rồi thì AB xử lý làm sao? AB xử lý làm sao cho hợp? AB sẽ xử lý làm sao? AB chính là x ấy. AB chính là x, ok chưa? AB xử lý làm sao cho hợp đây? AB
khoảng cách xa nhất PQ đó AB. Chúng ta có K bằng 4 rồi, AB. AB. Bằng 4 rồi. Ok. Đây kem x đây. Chúng ta nhìn cái sao x nhỏ này đúng không? Đấy, chúng ta sẽ lấy x max luôn, x max. X nhỏ này chúng ta lấy x max. X max chính là gì đây? X max chính là cái này. À, x max chính là k cộng 0,5 trên căn 2 trừ 1. Tức là 4,5. Từ này suy ra x max. Thì x max. X max k bằng 4 đấy. Sẽ là 4,5 trên căn 2 trừ 1. Ốp phần đây là hết bài toán. 4,5 trên căn 2 trừ 1 nhá. Max đấy. K bằng 4 mà 4,5 trên căn 2 trừ 1. Nhớ này. AB bằng 4,5 trên căn 2 trừ 1. Khoảng cách giữa, đề bài hỏi là khoảng cách giữa gì? Là giữa P và Q. Giữa P và Q, khoảng cách giữa P và Q thì em tính được là PB, QB trừ nhau đúng không? Lấy tính được QB, em trừ PB ra QP. Đấy, QP. Và xếp xôn cạnh, xếp xôn. Ta sẽ qua căn của B từ nhập cái. Vậy sao nào? Căn của 4,5 căn 2 trừ đi 1 bình phương cộng alpha x bình cộng alpha x bình alpha x bình trừ alpha x alpha bằng 4,5. Thì can cái này thì sẽ được là 10,86, 10,86 được chưa? 10,86. 10,86. Ok. Thì can cái này sẽ được cái 10,86 thì đây chính là gì đây? QB. QB 10,86, QB 10,86. Tiếp tục thì can này được PB. PB. Sửa một chút thôi. Quét thì 10,5. À, 0,37. PB bằng 0,37. Và chúng ta à, đúng quá, PB 0,37. Cái QP thì bằng 10,86 trừ 0,37 bằng 10,49. Hiểu đấy, 10,49 năm đa nhé. Vậy sắp xỉ đáp án là gì? Đây, chưa? Đấy, thì em theo dõi hai cái giải. Đấy, chào các em, chúc em học tốt.